Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phan Thiết Phố. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục đi tìm hiểu những món ăn của Phan Thiết nha. Hôm nay mình đi dọc đường, thì hôm nay mình đang đi trên đường Trần Phú, số 63A. Thì mình thấy có một cái cửa hàng bán bánh gói, có 6.000 một cái thôi. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi khám phá món ăn này. Ở đây ghi giá là 6.000 một cái. Ở đây thì có một cái tủ rất là nhiều nè. Thì ở đây hình như là ăn với chả. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu món ăn này. Chị giới thiệu cho em chút xíu về cái món ăn này của mình ha. Cái món bánh này của mình thì bánh này làm bằng cái gì? Cái này ở ngoài là nhân bột gạo anh. Ở trong là thịt tằm với trứng. Bột gạo thịt tằm. Nó cũng giống như bánh ít của mình vậy hả? Dạ, bánh ít là khác anh. Cũng là bánh em mở em coi. Dạ. Cái này là ở ngoài là bột gạo anh. Bột gạo. Ở trong là thịt tằm với trứng anh. Có nấm mèo nữa hả chị? Dạ, nấm mèo với hành. Ở trong có trứng. Thì cái món này thì mình ăn với chả lụa hay là nem? Dạ, chả nem đầy đủ anh. Cho em một đĩa thôi. Anh có bỏ trên nước này đủ không anh? Một đĩa của mình là mấy cái này chị ha? Dạ, một đĩa gì có hai cái nha. Thì mình một phần đầy đủ là 18 ngàn anh. Cho em một đĩa. Trên nước này đủ anh? Dạ. Anh ăn nước mắm gì anh? Ở mình là có hai loại mắm hả? Dạ, cái này là mắm nước, còn đây là mắm nem anh. Cho em một mắm nước đi. Nêu là mình tự gói luôn hay mình mua? Ở nhà em tự gói. Ăn hết kìa. Một ngày bán 500 mấy 600 cái ạ. Chà, nhiều vậy hả? Dạ. Chị mình bán từ mấy giờ? Giờ nhà em bán từ lúc 12 giờ. Là 12 giờ trưa. Dạ, bữa nào hết sớm là 4 giờ mấy, bữa nào hết chợ là 6 giờ. 12 giờ tới 4 giờ bán có 6 tiếng mà bán gần mấy trăm cái bánh luôn hả? Dạ, bán có mấy tiếng thôi. Tại nhà em mà má em bán đậu tiếng rồi anh, 4 mấy 5 giờ. Dạ, mẹ được 4 mấy năm rồi. Dạ, 4 mấy năm. Bánh này là bánh gia truyền hả? Chị, mắm nem này nhà mình làm đúng không chị? Dạ, mắm nem nhà em ăn khác với mắm nem người ta nha. Ăn thử đi. Thấy nước mắm này hình như là mình có ngào với đường hả chị? Dạ, đường. Trong đó phải đủ không chị? Hồi trước thì mình bán ở dọc đường này luôn hả? Hay là dạ, hồi đó là gánh gạo quá. Hồi đó mình là để xe dọc cái con đường luôn hả? Ở đây là bán được 8-9 năm rồi ở đây ạ. Là mình bán ở đây 9 năm rồi. Cái món bánh của mình thường thường là tại sao phải bỏ miếng chanh vô? Dạ, cho nó chua chua, cay cay á. Cho nó chua chua, cay cay, cho nó đỡ ngán cái với vị nước mắm ngọt quá hả? Dạ. Cái nước mắm này, mắm nêm này là không chanh không ớt cũng được. Nước phải bỏ cho nước vô nó cay cay chua chua ngon. Thấy nãy giờ người ta đến quá trời. Chị ăn bánh gì vậy? Chị ăn bánh gì? Bỏ cho chị ăn bánh. Bánh trứng. Dạ, bánh trứng. 10 ký nó nhỏ, cái bánh gì đó là 2 triệu. Hôm nay mình đi đường Trần Phú thì mình thấy có một cái tiệm bán bánh lá. Ở đây ghi là 6.000 đồng một cái. Thì một đĩa như thế này là 18.000. Thì gồm có bánh nè, có nem nè, có chả lụa nè, một chút ớt và nước mắm. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ở trong ra để cho các bạn xem ở trong bánh này nhân là cái gì mà ở đây người ta ăn đông đến vậy ha. Đây là nhân bánh.
Trong cái nhân bánh này mình sẽ thấy có hành lá nè, nấm mèo nè, thịt nạc nè, trứng nữa nè. Ở ngoài là bột gạo thôi. Hôm nay mình sẽ thưởng thức món này. Rồi các bạn cùng thưởng thức ha. Cái bánh này mình ăn mình thấy là cái bột rất là mềm và thơm, nhưng mà theo mình ngon nhất là cái vị nước mắm. Cái vị nước mắm rất là ngon nha, nó thấm vô cái gia vị này, ăn rất là đã. Bánh thì mềm, bột rất là mịn mà nó không bị nhão, nó có một cái độ dẻo. Cái nhân thịt và cái nước mắm nè, mình thích nước mắm hơn, nước mắm rất ngon. Nước mắm thì cũng không mặn mà cũng không quá ngọt. Món này ăn rất thích nha, nó có vị chua chua của nem, vị thơm của thịt và cái vị béo béo của cái nhân, nên rất là ăn. Mà bánh này ngon lắm, mùi vị rất là thơm, mà cái nhân này ăn rất thích nha. Mình sẽ ăn kèm một miếng chả, một miếng nem và một miếng bánh. Miếng chả nó sẽ ngọt, miếng nem sẽ làm chua và nó sẽ làm cho các bạn không bị ngán khi cái ăn với cái bột này. Nói chung là cũng khá hấp dẫn lắm. Còn món này nếu như các bạn mà cảm thấy ngọt thì các bạn có thể gọi thêm phần nem, nem sẽ làm dịu cái vị ngọt xuống. Còn hai miếng trứng nữa. Nói chung là bánh này mình ăn cũng khá là thích đó. Hôm nay thì mình mới vừa cùng với các bạn khám phá thêm một món ăn nữa của Phan Thiết, đó là cái món bánh gói. Món bánh gói ở đây thì có 6.000 một cái thôi, một phần sẽ là 18.000, trong cái phần thì sẽ có thêm chả lụa và có nem nữa. Thì món này ngon khi các bạn ăn cùng với lại nước mắm chua ngọt. Mình thì mình thấy nước mắm chua ngọt khá là ngon vì nó thấm vô cái nhân và cái bánh mềm và rất là thơm nữa. Thì như bạn nào mà muốn ăn thì các bạn có thể đến địa chỉ là 63 và 65A đường Trần Phú. Ở trước vỉa hè có một cô ngồi bán bánh. Cái quán thì khá là nhỏ thôi nhưng mà rất là đông. Và các bạn thấy là khoảng từ 12 giờ trưa tới khoảng 4 giờ chiều, nhưng mà một ngày bán hết khoảng 500-600 cái bánh. Các bạn biết là khá là ngon nên có nhiều người đến ủng hộ. Thì nếu như bạn nào mà chưa thưởng thức món này thì các bạn có thể đến đây để ủng hộ cho cô. Ngoài ra thì nếu như các bạn không thích ăn nước mắm thì các bạn có thưởng thức cái mắm nêm. Thì mắm nêm là cô làm riêng khác với những nơi khác luôn. Thì bạn nào mà chưa thử món này các bạn có thể đến địa chỉ này để thưởng thức nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở các món ăn tiếp theo. Nhớ đăng ký và share cái video này cho nhiều người biết nha. Xin chào và hẹn lại các bạn.
nhớ đầy đủ